Phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 tại Quảng Trị đang được đông đảo học sinh, phụ huynh ngóng đợi. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đó, công tác tuyển sinh lớp 10 được chia thành hai đối tượng cơ bản là tuyển sinh vào trường chuyên trung học phổ thông Lê Quý Đôn thực hiện theo phương thức thi tuyển, còn tuyển sinh vào trung học phổ thông công lập thực hiện kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Kỳ thi này dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6 năm 2024. Năm nay thì chúng tôi dự kiến là sẽ triển khai cái việc đăng ký dự thi của học sinh sớm hơn, ngay trong quá trình học sinh thực hiện các đơn vị nhà trường thực hiện công tác xét tuyển xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau khi mà các em dự thi xong có kết quả thì các em mới tiến hành cái quy trình thứ hai là quy trình đăng ký xét tuyển vào các trường trung học phổ thông sau khi các học sinh đã biết điểm. Còn những cái nội dung mà liên quan đến việc tuyển thẳng, miễn thi, các đối tượng ưu tiên thì đều giống như năm ngoái. Năm nay Sở Giáo dục Đào tạo chỉ tham mưu với Ủy ban nhân tỉnh một cái điểm có thay đổi, đó là đối với môn tiếng Anh chung. Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông Đông Hà đã chủ động mọi điều kiện cho kỳ thi, từ cơ sở vật chất trường lớp đến các hoạt động diễn ra trước, trong và sau kỳ thi. Đồng thời, nhà trường thực hiện nghiêm những văn bản liên quan, xây dựng kế hoạch và xác định chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể. Trường cũng đã tuyên truyền tất cả các cái văn bản liên quan đến cái việc tuyển sinh đầu cấp, đến sử dụng cái mạng xã hội để tuyên truyền đến tất cả các cái người dân. Thứ ba nữa là chuẩn bị các cái cơ sở vật chất, ví dụ như là các cái hệ thống máy tính, hệ thống mạng, cài đặt các cái phần mềm. Và thứ tư là với cái hình thức thi tuyển và kết hợp với xét tuyển thì để tổ chức cái thi tuyển á, thì trường cũng sẽ phối hợp với các cái cơ quan ban ngành chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ tổ chức các công tác thi tuyển. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 là kỳ thi cuối cùng của học sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông 2006. Với các kế hoạch và giải pháp đề ra từ rất sớm, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của thầy và trò các nhà trường, hy vọng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ đạt kết quả cao trên tinh thần đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.